Một con người mà không có niềm vui sống thì lạc thú là món ăn tất hiếu họ phải tìm cầu. Để có lạc thú là phải có một người hay là một cái hoàn cảnh để mà mình hưởng thụ. Mình muốn có nhiều lạc thú là mình phải cần nhiều hoàn cảnh, cần nhiều con người, cần nhiều thứ để mình hưởng thụ. Cái mức độ hưởng thụ của mình nó tăng lên thì cái mức độ hệ lụy, lệ thuộc, ràng buộc của mình vào cái đối tượng đó nó càng lún sâu. Phải không? Bởi vì lạc thú là cái bóng của niềm vui sống thôi. Mà nó ở đâu? Nó ở bên ngoài. Hay mình muốn hưởng thụ là mình phải cần một cái gì đó. Mà hay mình càng hưởng thụ, mình càng sung sướng, hạnh phúc, thỏa mãn thì mình càng dính mắc vào nó. Và khi mình dính mắc vào nó, hai thứ như là hệ quả tất yếu. Một là mình phụ thuộc, tức là mình mất tự do, và dẫn đến là mình làm nô lệ, ô sinh cho thứ đó. Dù là thân xác, tình dục, tức là mình yêu qua thân xác thì mình thỏa mãn thân xác là tình dục. Mình yêu qua cảm xúc là mình thỏa mãn sự nâng niu vuốt ve là tình yêu. Mình yêu qua cái sự thông cảm, đồng điệu là tri kỷ là tâm tư của mình, thì mình phải làm ô sinh cho họ. Lệ thuộc thì mình phải làm ô sinh. Họ sặc mũi một cái là mình cũng phải cẩn thận, chứ không họ sặc mũi trước là mình cảm sau. Cái thứ hai là khi mà mình hưởng thụ mà mình đã lệ thuộc thì những cái thứ mà mình lệ thuộc vào đó nó thường hay vô thường? Nó vô thường. Nó hẹn trước cho mình nó đi lúc nào? Không. Như vậy là nó vô thường mà nó không hẹn trước. Như vậy là bất kỳ lúc nào mà nó tan vỡ, thì khi nó tan vỡ thì lòng mình sao? Tan vỡ. Được thôi, nếu anh chọn lạc thú thì anh phải chấp nhận hệ lụy ràng buộc, mất tự do là hệ quả thứ nhất. Thứ hai, nó không báo, không hẹn ngày giờ, mà nó say goodbye bất kỳ lúc nào. Mình khó đỡ vô cùng. Trên đời này bao nhiêu cái khổ là bởi cái thứ mình thương yêu nó say goodbye, mình không báo chứ gì nữa. Dù dép mình mang, cái áo mình mặc, hay là người mình thương ở với, hay đứa con của mình cưng chiều, mình khổ cái gì? Mình chưa bao giờ khổ một người dân nước lã đi ngoài đường kia. Mình khổ với những thứ gì mà nó đem đến lạc thú cho mình? Bởi vì mình hưởng thụ nó và mình lệ thuộc vào nó, cho nên cái sự thay đổi của nó làm cho mình lung lay. Mình phải chấp nhận cái sự thật đó này.